Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang đứng trước mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý cô chú anh chị ơi. Đứng trước mộ bên tay góc phải, bên góc trái từ bên ngoài nhìn vô quý cô chú anh chị vẫn như ngày nào. Thì bà con cô bác hôm nay là mấy anh em mình tiếp tục buổi chiều ha quý cô chú anh chị, lau dọn mộ của chú. Quý cô chú anh chị ơi, để đây. Gió quá không biết nó có ngã điện thoại không ta. Hả? Chùa chùa lỡ anh, chùa lỡ ba cây anh. Đừng phải chùa lỡ ba cây. Yếu. Ờ đúng rồi, cây của em yếu xìu. Cái giỡn. Ở mà anh có trăm mấy mà. Ồ, lau mộ vui quá hả? Lau mộ cũng vui quá ha, cho lau dưới coi. Lau mộ vui quá quý chú gì ơi. Đó, quá vui luôn rồi. Ô cái chỗ này bữa nay trống dữ hả? Hả? Hi, hello. Asino Moto. Moto. Moto của La Yamaha không đã. Su si bao si của ké xe cú quéo quéo quéo. Chiều nay vui quá quý anh chị. Hôm nay làm như có ốc tiêu vui nè. Tiêu nghe, quỷ sứ à, không gậy đâu. Xanh lè nó lét luôn à. Được gió kìa, cười gì cười. Ốc tiêu tiếu không có chú vậy. À, chiều nay tụi con cũng dẫn lau cho cả chú ha. Nay làm thơ luôn hả ốc tiêu? Chị Tư làm thơ. Tư hả? Đâu, cái gì? Nó nói là chị có đấy. Phải đâu chị đùa, nó với em trai nhỏ mình phải giật giành. Cái gì hả? Chị ơi hả? Minh. Hả? Điều gì kỳ lạ? À, chỉ là điều này là rất là lạ luôn. Bà đem xuống dưới thì hết 3 ngọn rồi, bà lao rồi. Đó, thấy đúng không? 7 ngọn đèn được giữ lại ha. 7 ngọn đèn không linh nè. Tại vì biết sao, 7 ngọn đèn tại sao mà để lại không? Tại vì 7 ngọn đèn này á, là nó có liên quan đến là tâm linh. Tí. Tại vì sao biết không? Tại vì 7 con đèn nó liên quan đến tâm linh. Nhưng mà câu trả lời của anh thật sự là em bối rối. Cho nên là không có dám để ví dụ như hoa giả nè. Hoa giả nó không có liên quan đến tâm linh nè. Tại vì khi mà người mất á, người mới mất hoặc là người mới mất trong vòng 100 ngày hoặc là trong vòng 1 năm thì người ta sẽ chỉ cỡ nếu. Trời ơi, mỗi lần là mình nói lên đi cũng cười thiệt chứ. Là cần có sự là, để em nói xong coi biết đúng hay sai rồi cười á. Đó. Là cần có sự là ấm áp. Sao anh giành chỗ của em? Đúng không? Bây giờ tôi xí cái đây rồi đó. Em xíu mắc chỗ luôn rồi đó. Xí cái đứng lên đi là đúng không tí? Các bạn đã đỏ tôi lao nha. Chỗ của ai người đó lao nha. Có chỗ kỹ với Minh là giùm giúp thôi. Tôi xí cái đỏ đỏ rồi đó. Dạ. Giành nữa nè. Em nói đúng không vậy? Tại vì á, 7 ngọn đèn á, nó có liên quan đến tâm linh mà, thiệt mà. Đúng rồi, thiệt. Tại vì á, người mới mắc là cần phải có đèn, có lửa, là nó ấm áp. Không, nó là cái sự ấm áp anh. Cái tục lệ quan hát của người dân mình ở đây là nói vậy á. Khi người mới mắc là đốt đèn á, là cái nhất là cho nó ấm áp nè. Và cũng là... Em lau khô lên. Đó, em lao đúng công nghệ bài bản lắm đúng không? Thôi, mà như mình cảm thấy là bữa nay dễ lao nha. Biết sao không? Khỏi dở cái chậu bông lên. Đúng rồi, thiệt luôn á, thiệt nè. Thiệt mà. Khỏi dở cái chậu bông lên nè, khỏi dở hai con công lên luôn ha. Nó dễ dàng luôn ha. 21 lỡ bánh nhiều mình để chỗ nào đây? Bình thường là anh em mình lao phải từ 30 không, phút bánh nhiều thì đơn giản thôi anh. Bánh nhiều cứ là tàn hương là nhiều quá mình thỉnh chút bớt. Em biết sao mà lao 30 phút không á? Anh làm có 30 phút không? Sao? Làm ít mà nói nhiều. Bây giờ anh nhớ không, ngày xưa đâu có để bánh trên mộ đâu, vẫn để cái bàn này được mà. Đó. Cái nguyên nhân mà mấy anh em mình lâu lâu anh biết sao không? Vậy. Làm thì ít mà nói thì nhiều. À đúng ha. Mà đôi khi mình nói gì cũng vui nha. Vui mà. Không giờ lát lau mặt vậy không sao đâu. Bữa chưa lau mặt gì rồi. Không,
mà em thấy để đèn gì mới đẹp nè, để chống gì nè, tối chống lỏng gì là đẹp nè. Trọng cái câu hỏi của em là bây giờ ai sẽ đốt, đốt đèn này chứ gì? Còn cái đâu đi, rồi em đốt. Để anh đốt cho, anh đốt cho. Đây. Anh mà thấy đói là cho em nghỉ quay luôn. Vậy. Lúa nè anh no. Mà cái bào chưa anh? Rồi số bào rồi nữa anh. Gì anh? Bỏ qua chuyện đó đi. Khó quá, bỏ qua đi anh ơi. Chuyện đó nhà nước lo. Để cho nhà nước lo đi anh, mình lo không nổi đâu. Coi chừng nhà nước lo là mình luôn á, lo là mình ăn uống. Ủa khán giả vô ha. Bây giờ mình lo xong rồi nha. Đốt đèn ha. Bây giờ mình qua mình lo cho cô đèn. Nó quý cô chú anh chị ơi. Rồi bây giờ ai lo xong thì sử dụng khác cũng bằng mình thấp nhất. Đó xong rồi đó. Thôi có khi nào mà đụng cái nó ngã không ta? Mày thử con ta. Đây nè. Đây một hộp cái gì? Rồi. Bộ chị nhanh dữ rồi. Nhanh quá. Nhanh chứ. Tâm người bằng tay nhanh lắm. Người tay nhanh dữ dằn luôn vậy. Rồi giờ này cũng có khán giả vô nữa ha quý chú anh chị. Thôi mình đốt điếu thuốc cho chú ha. Đốt thuốc. Rồi. Đó. Hai ông sao mà tám sao mà để ngã luôn rồi. Nam mô Phật Di Minh, xin mời chú buổi chiều về hút lại đi thuốc ha. Nam mô. À có chị nói, chị Loan nói một là mở ra luôn, hai là mình đầy lợi. Ha quý chú anh chị. Thôi đợi đi. Cho thể hiện cái sự tôn nghiêm đó. Chị Loan nói gì đó, một là mình đậy ra luôn, hai là mình mở ra luôn, không được hé cái nắp bình, nắp ly. Này uống chú chị ơi, đây đây chiều khán giả ha, thắp hương nè. Mấy anh chị từ đâu đến đó anh chị? Đài Nam hả? À, mình dân ở đó luôn hay là từ dưới tỉnh lên chị? Ở đó luôn hả? Bữa giờ mình đến đây là bao nhiêu lần rồi chị? Mới lên lần đầu tiên luôn hả? À, phải lên sớm chút xíu nữa là được rồi. Lên sớm xíu nữa là gặp chị Hồng Phượng với cô Sáu rồi luôn rồi. Bà nội hả? À. Anh cự gia anh hỏi thăm khán giả đi. À, khán giả đây là người dân địa phương ở tỉnh Bình Dương mình luôn á. Đúng hành trăm vòng. À, đi ghé viếng người thân xong rồi ghé thắp hương cho chú rồi mới đi đó. Nó cũng rất là quý ha. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh trai, anh gia đình mình ha. À, chị Nhi cười nữa trời, cười gì chị Nhi? Sao chị cười cái gì? À, mình cảm ơn ta là chị phái chị cười à. Rồi anh Ngọc thắp hương chưa? Chưa hả? Để em thắp hương cho cậu trước rồi chút xíu anh em đi thắp luôn ha. Đấy, anh cầm này giùm em đi, em đi em đốt ngang cho em thắp hương cho chú. Không, để em đốt. Đó, buổi chiều nay đông anh em quý cô chú anh chị, cho nên là người làm việc nó mau lắm, trong vòng 10 phút là xong rồi. Biến, có biến. Cái gì biến nữa?
Trời ơi, trời, làm hết rồi ông nội. Ông nội điện thoại. Ngã điện thoại biến. Không biết cái gì thọ. Ta điện thoại ổng kêu điện thoại à. Chúng mấy anh em cũng nói chuyện vui vẻ ha quý chú anh chị. Chuyện vui vẻ. Anh chưa anh, ngồi chưa? Rồi, để cắn thẳng mình. Đây, rồi. Ngồi chưa? Thôi. Nó mồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2023, cô Thanh Nữ 36 tuổi, có kênh YouTube Di Minh Vlog thắp nén hương trình giữa các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bụng cảnh long thần hộ pháp và nghĩa trang hoa viên Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tên thật Giỏi Nhân Hoan, có pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay Di Minh xin thắp tới hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đời gửi gắm đến Di Minh những nén hương lòng. Thì trước là cầu nguyện cho chú Du Linh để giảng sanh được về miền cực lạc. Và xin nguyện cầu cho tất cả các giảng danh ba tánh mình được bình an vô sự, yếm ấm hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp và nghĩa trang qua Di Bình Dương chứng nhận nhìn tấm lòng của Di Minh cũng như tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước để gửi gắm đến Di Minh nén hương lòng này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Bồ Tát Ngôn Quang Nam Bồ Tát. À, em thắp hương rồi, em đốt thuốc rồi á, anh tới anh thắp hương, anh đốt thuốc luôn nha. Anh làm lẹ. Sao không để ở trên? Để dưới đất nhỉ? Để trên đây đi. Cái đó sao mình để đây. Đốt hương luôn ha. Rồi, mấy anh em mình sẽ thắp hương xung quanh. Chị ấm mốt mà chị em không có làm răng. Em chỉ làm nail. Mô tê. Đúng rồi ha. Buổi chiều này đông anh em vui quý cô chú anh chị, người làm việc nó mau lắm, chút xíu à, trong vòng chừng 10 phút là xong thôi. Nè, anh cầm đây. Em mơ tháng bảy mua ngâu cô cầu ổ thuốc trên dài ngân hà chất nơ hoa có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28 đủ không trời? Tháng 10 thì nó qua tháng 11. Còn được ngày nào mừng ngày đó đi, tính xa quá. Trời ơi, chị nói gì mà nghe thấy ghê vậy chị. Chọt không ạ? À? Việc chứ. Cháy hết không ta? Chắc cháy hết ha. Chắc là cháy. Cháy mà nhúng vô miếng là cháy lợ đó.
không? Rồi. Chiều nay mấy anh em mình sẽ đi thắp hương xung quanh héo quá vậy. Đây em cảm thấp giùm anh luôn nha. Xin phép bà con cũng cho mình cũng. Ủa chị Nhi đốt gì chị Nhi ơi? Đây là chú Nguyễn Quang đấu với chú chị. Hai cây chứ lộn quên nữa. Em mơ tháng bảy muôn âu cung cầu ổ thước trên dài ngân hà chức nơ hồi ngộ ngu lan sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng không hàng gì ai cái cành đơn cái cái biệt giờ đây khi đường tương lai mình mù tâm tôi mà lội đi gì không có người xưa gì người ta hết hơi rồi. Nam mô Di Phật. À, nói phải nói quý vị khi mà mình hát một cái bài vọng cổ nào thì bởi vì mình mới biết được cái sự cống hiến của là một cái người nghệ thuật nghệ sĩ quý vị phải dùng hết sức lực thơ của mình để là hát cho bà con cô bác nghe. Nam mô Phật. Thấy bà con cô bác nghe vì mình lên một vọng cổ một câu thôi mà hát đâu nổi đâu, phải là dừng nửa chừng ha quý vị chú chị thì biết là cái sự đóng góp của là những người nghệ sĩ là nó cao quý như thế nào, giúp vui cho đời, giúp vui cho là bà con cô bác. Nam mô Phật. Không, mình ca đi rồi mình biết được, nó đâu phải tự nhiên là hát đơn giản như vậy mà nó dễ đâu quý cô chú anh chị. Nó dùng sức lực hơi của mình. Nam mô Di Đà Phật. Dùng sức lực hơi còn chưa nói là mình phải rèn luyện cái giọng rồi vũ đạo nữa quý cô chú anh chị. Nam mô Di Đà Phật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Còn quý cô chú anh chị. Thì hồi trưa thì Di Minh cũng có cúng gà cho cô rồi đó. Nam mô quà gói xôi thì em lại sao mà mình chia ra hai clip ha, không biết là cô có thấy không ạ. Tại vì xôi người ta đem lên chải rồi Di Minh cũng là đem lại sao ha. Còn đây là soạn giả Nhi Kiều, nghệ sĩ Tám Văn nè. Nam mô. Nghệ sĩ Nhi Kiều và soạn giả Nhi Kiều và chú Tâm Văn thì hai vợ chồng là quê quán thì cũng ở Ba Tri Bến Tre luôn quý vị chú chị. Anh em hỏi anh Ngọc thiệt ha. Đây là lần bao nhiêu ngày là anh ở mộ của chú, là anh còn nhớ không? Ai có nhà xong sẽ kèo ta. Nam mô. Gì? Trước 3 tháng 10 ngày con tổ 2 tuần đúng không? Trước trăm ngày đúng không? Trước anh vô là bị nước mưa. Lúc đó là em chưa biết anh là ai luôn. Đúng không? Lúc đó là chưa biết. Sao anh vô? Anh vô cái đó xong em đúng luôn. Để xong luôn, cô chú. Nam mô Di Phật. Là chú Thanh Sang rồi. Nghệ sĩ Thanh Sang thì anh có ấn tượng về những cái vở tuồng của chú không? Anh ấn tượng cái vở trong Ba Cao Dịch Lụa đó. Ba Cao Dịch Lụa. Còn cái vở gì không? Anh chú Thanh Sang cũng đóng trong một cái vở tuồng gọi là Đường Gơ Nguyên Bá nữa. Đóng chung với là cô Thanh Kim Vậy. Cô... Thấy gì? Rồi vậy anh nhớ đi rồi anh nói. Nam mô Di Phật. Nam mô. Đây là đạo diễn điện ảnh Lê Văn và người bạn đời của là cô chú đó là cô là Phụng Thanh. Đúng rồi, trong giai vở tuồng mà
Nam Mô A Di Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Mông Hoàng, quý chú anh chị ơi. Anh trưng bày cái tượng Nam Mô Phật. Thì cái tượng đó luôn đó anh. Đây là nghệ sĩ Minh Đạt quý chú anh chị, con vừa là lượng y luôn. Lục Nhân Tiên ha. À, chú đóng trong cái vai gì mà ở cái làng chài á, chú đóng cái vai mà bé te tua lắm đó, ở làng chài, một cái làng chài nghèo, hai người là phải cắm 4 cây đó. hai người sống cắm cho hai người mắt đúng không, thì mỗi một người 1 cây thì 4 người thì cắm cho hai người mắt thì 4 cây nha. Nam Mô A Di Phật. Lúc đó là trời mưa tầm tã hay không quý chị? Bà con mà xem lại những cái video mà anh em mình á, anh cứ đứng xa đi. Em có cái mic mà, anh đi xa cỡ nào em cũng hút vô được hết. Nam Mô A Di Phật. Thì lúc đó là bà con thấy, lúc đó tại sao mà anh Ngọc thấy rồi anh Ngọc vô, anh Ngọc phụ anh thả anh Ngọc. Nam Mô A Di Phật. Anh khóc luôn hả? Khóc cũng như là từ bữa mà khóc tới Nam Mô hả? Tới mà từ ngày anh vô đây luôn. Đây là nghệ sĩ, nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển. Em là em đặc biệt, em rất là mạnh mẽ, em biết khi nào em khóc. Nhưng mà em khóc có mấy lần, là một lần là đúng, một lần là không phải là khóc mà mình nó muốn gơ lại quý vị, đó là gặp chị Hồng Loan. Anh biết sao không? Cái lúc mà khi mà bà con xem kỹ cái video rồi đi, Nam Mô A Di Phật, để em cắm hương trước cho nghệ sĩ, cho nhạc sĩ Vinh Sử. Bà con tua lại và xem kỹ là cái video khi mà dọn dẹp cái buổi sáng, là mấy anh em mình đó là đẩy cái gạp qua một bên, qua xa sang khu Thanh Niên Huệ, xong đó là buổi xế chiều là bên sáng sớm buổi sau là chị Hồng Phượng nè, cô Sáu Hồng Nhung nè, có chị Hồng Loan, gia đình chị Hồng Loan lên nữa, rất là đông luôn. Hôm đó Duy Minh nhớ rất kỹ là anh Thanh lên rất là sớm nha, anh rất là sớm luôn, nhưng mà vô nhìn xong chút xíu điện thoại sau bữa nay là gấp mộ á, sớm quá đó, hình như là anh không ai hay sao á. Xong cái anh điện cái bên học viên người ta cho chút xíu là cho hay, cũng là chút xíu gấp. Xong cái là ảnh đi về rồi sao không mất tiêu. Rồi tí xíu nữa là Hồng Phượng nè, cô Sáu nè, Hồng Nhung nè, gia đình của chị Hồng Loan lên. Thì em nhớ đúng kỹ luôn, là khi mà vừa dọn hết để chuẩn bị gáp đó, ấy thì cái lockdown trước chứ. Lockdown trước là cái gì? Tạc cái hình gì đó. Ồ, cái nổi cái hình lên là đúng ra là cái đó là nó phải nói luôn, nó kiểu như nó tự nhiên á, đang khô đang lành á, cô Sáu lấy 2 cái lon bia, mà 2 lon bia đó là em cúng đầu tiên giấc buổi sáng. Nam Mô A Di Phật. Là tự hiên xui khiến sao quý chúng chị, nó nổi cái hình của chú lên, nó làm như một cái hiện tượng là như là chú đang nằm vậy đó quý chúng chị, mà nó rất là ngẫu nhiên luôn. Cái đó là mình không có mê tín, mà đặc biệt bà con bác ai cũng thấy hết, đều thấy hết. Còn quý cô chú chị đang nói thì bị lỗi, quay lời tới đằng đây luôn mới biết là mượn Ngọc anh quay giờ mà anh không biết quý anh chị, không có để ý vô trong cái máy, cho nên là quay một khúc cấm hương xong hết luôn rồi trảo lại thì đang nói chuyện bao nhiêu thì cắt ngang hết luôn, không biết gì luôn quý cô chị, nó mất teo luôn. Đó, máy tắt mà người thì cứ nói. Đó, anh thì anh cũng mới cho nên là không biết, không có ý quay, không có để biết là đang còn quay hay không. Đó, quý chú chị buổi chiều này bà con bác thấy không, mộ chú là trống lỏng ha, gọn gàng sạch đẹp luôn. Ông Vinh Minh nghĩ gì là bên ban quản lý học viên người ta
làm gọn gàng gì là cũng tạo điều kiện cho mấy anh em cũng gọn gàng luôn quý chú anh chị. Đó, nè, rất là đẹp ha. Ừ. Chiều nay thấy gọn không ơi chị Nhi? Rất là gọn luôn ha. À, chỉ còn trái cây luôn. Nhưng mà một số trái cây này chút xíu là mấy anh em mình như là phải thỉnh bớt nha. Cái nào mình để lợi để nhưng mà phải thỉnh bớt. Chứ để trên đây là bảo đảm mấy cái con ấy nó vô liền. Chừa hai trái bự những cái món nào mà ấy ha. Ờ cái dĩa này sáng em cúng giùm chị Kim Anh Nguyễn đó. Sáng giờ không ai thỉnh luôn á. Cái dĩa này như là đưa lên bàn thờ của chú là như không ai dám hết chứ quý chú vậy muốn thỉnh là quá hơi khó nha. Đó thì to chứ 1 ký 35 ngàn chị không em mua sợi sống hả? Sống hả em mua sợi sống sợi sống sợi sống rồi cho chị Nhi đi chị Nhi thỉnh đi. À, quý chú chị rồi để em quay 5 phút nữa còn đang ấy mà chút xíu nó chị tí xíu nói ha. À, quý chú chị buổi chiều rồi tối rồi à, giờ gì mình quay nãy giờ là công giả tràng luôn rồi quay nửa chừng anh Ngọc anh không biết á cho nên là tắt máy nào anh không hay đó. Tắt máy nào không hay cho nên là cũng không phải ha không trách anh tệ mới à quý cô chú chị thì à, buổi chiều Duy Minh đốt mấy cái đèn cháy ha, được luôn ha. Đẹp ha quý chú chị, để những cái đèn này lỡ. Cái gì đó, chú gì đó anh? Thầy mộ, chú Linh hả? Ồ, bất ngờ nha. Dạ. Sao, vụ gì? Vụ gì mới được. Không à, lúc này nhạy cảm đó, phải quay rồi nha. Ồ lúc này phải cảm phải quay á. Ừ, ai biết được người chị mình giờ lúc này nhạy cảm lắm phải quay á nhưng mà mình đứng mình xa tí xíu thôi mình đứng xa ờ à, mình quan sát chứ lỡ như làm cái gì là còn phải có bằng chứng là kia rồi sợ là sợ người xấu thôi chứ nhưng mà thì người tốt thì không sợ đó à, thì có ý tốt thì lỡ đây thắp hương bình thường với chú chị có hay đâu nói không. Ai vậy? Khán giả hả? Ủa khán giả có gì đâu mà sợ quay? Ủa, em nói là cả ngàn cả triệu người đến đây rồi. Đó, bây giờ tại vì cái lúc giờ đó là cái vấn đề rất là nhạy cảm luôn. Tụi em cũng phải ghi hình ở đây chứ. Bà con cô bác kêu tụi em mới ghi hình quan sát ở đây. Tại họ mà... Nhưng mà ví dụ như em quay em né cái hình ra nhưng mà em ở đây em quan sát. Có gì em phải... lìa camera lại chứ nhiều khi ai biết là xấu hay tốt chị giờ hổm có người một nhóm người đem bùa vô đây đó cho nên bà con giờ bắt buộc tụi em ở đây phải quay. Ừ. Nếu là em nghĩ là nếu mà khán giả bình thường thì vô thắp hương đâu có sao đâu hả chị còn bây giờ là cũng phải quay quý anh chị cỡ nào cũng phải quay nó đứng xa một tí ha không làm phiền người ta thôi đứng xa ra 5-10 mét gì đó rồi quan sát tại thời điểm này rất là nhạy cảm luôn ha quý chú chị. Ừ. Thôi à, nói vậy thôi chứ bây giờ thì mình xin tạm ngưng máy đây ha quý chú chị coi người ta có đảo lợi hay không và ra ngoài kia đợi người ta có đảo lại thì cũng phải đặt camera quay quý chú chị đó à, thì bà con cô bác nè để Duy Minh quay kỹ lại cho bà con ha à, bà con cảm thấy không rất là đẹp luôn ha đây nè bay đây cam luôn nè. Đó, hai bên thì có hai chú rồng nè cái bình lục bình nè rất là đẹp ha bông hoa đầy đủ đó, và mẫu chú rất là trống và thoáng luôn quý chú chị Tư có cảm nhận được điều đó không rất là trống và gọn gàng ha thoáng mát luôn thì cái thoáng dữ dàng luôn á thấy nó thoáng nó mát mẻ sao quý chú vị nè ồ đảo lợi rồi đảo lợi ha ủa sao không đảo qua đảo lợi rồi ta thôi để Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây quý của chúng chị ơi để cho khán giả nó vô mình để ý coi như thế nào ha đó thì bà con cô bác xem video để lại những ý kiến comment bình luận theo của chú của anh chị giờ thì Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một cái video ngày mai ha quý chúng chị.